Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề rất là nhức nhối và nhức đầu của tất cả cô chú, anh chị và các bạn mình. Về cái vấn đề đó chính là cắt đọt sầu riêng. Cắt hay không cắt thì cái nào đúng, cái nào sai. Tại vì ấy, có rất nhiều người là cắt đọt, rồi có rất nhiều người là không cắt đọt. Mà cái vấn đề cắt đọt này ấy, thì thật sự đối với mình nó rất là quan trọng trong cái vấn đề làm sầu riêng. Thì giữa cái việc là cắt hay không cắt, cái nào đúng, cái nào sai, thì đối với bản thân mình ấy, thì là không có đúng, không có sai các bạn. Cái quan trọng nhất ấy, là mình phải có cái mục tiêu và cái sự phù hợp với bản thân mình. Mình ví dụ nhé, cái mục tiêu của mình làm sầu riêng ấy, mình chỉ lấy một cây sầu riêng là từ 2 cho tới 3 tạ. Đó. Tức có nghĩa rằng là cây sầu riêng mình chỉ lấy khoảng 70 cho tới 100 trái cho mãi về sau luôn. Đó là mục tiêu của mình. Và về sau ấy, khi mà cây đạt được khoảng năm thứ 7, thứ 8, thứ 9 ấy, hoặc là thứ 10 ấy, nó sẽ hơn 3 tạ. Có những cây nó sẽ hơn 3 tạ. Nhưng mà mình, cái mục tiêu của mình đưa ra ấy, là mình, bản thân mình ấy, là mình chỉ lấy từ 2 cho tới 3 tạ thôi. Cho nên bởi vì cái mục tiêu của mình đưa ra là 2 tới 3 tạ, bởi vậy mình mới cắt đọt các bạn. Còn những ai ấy, mà mục tiêu là làm cái cây sầu riêng nó lấy khoảng 4 tạ, 5 tạ tới 1 tấn gì đó thì mình không biết là có hay không, tại vì mình chưa có nhìn thấy những cái cây sầu riêng đó. Thì buộc là cái tàn của nó phải rất là lớn và cái cây sẽ phải cao hơn bình thường, và cái tàn rất lớn, một cây nó sẽ đánh đổi rất là nhiều cây khác. Và cái vấn đề ở đây ấy, đó chính là khi mà cái cây nó lớn ấy, thì mình sẽ xịt thuốc rất là khó. Các bạn để ý đi, thật sự là mấy ngày nay mình xịt thuốc ấy, nó gió nhiều quá các bạn. Cây mà tầm 10 mét mình xịt thuốc, mình cột cái cần xịt thuốc vô cái cần 3 mét để mình xịt lên cái cây 10 mét. Gió thôi là mình xịt không nổi các bạn. Nó cực kỳ khó. Và mình cảm thấy cực kỳ bực mình về cái vấn đề là gió, nếu mà gió như thế thì xịt thuốc quá khó các bạn. Cho nên là bởi vậy tại sao ấy, tại sao về sau này có nhiều người ta nghiên cứu ra cái vấn đề là cắt đọt. Mình cắt đọt hạ tàn để cho cái cây sầu riêng của mình nó ngắn lại, nó lùn xuống, nó gọn tàn lại. Thế thì có một cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng là mình cắt cái đọt đó đi ấy, thì nó có giảm cái sản lượng của mình đi không? Thì đối với những người nào mà như mình nè, bản thân mình nè, là mình lấy một cây sầu riêng từ 2 cho tới 3 tạ, thì đối với mình trả lời rằng là sẽ không ảnh hưởng. Bởi vì cái mục tiêu của mình là mình chỉ lấy một cây sầu riêng từ 2 cho tới 3 tạ. Cho nên là cái việc mà cắt đọt xuống, một cái cây mà cắt đọt khoảng còn 8 mét thôi các bạn. Năm nào mình cắt hết, mình cứ sửa tầm 8 mét thôi trở xuống, hoặc là 9 mét trở xuống thôi. Đó. Thì cỡ đó mà trở xuống ấy, thì một cây mà lấy được khoảng 2 cho tới 3 tạ là bình thường. Và mình ví dụ nha, năm nay mà mình cắt đọt như thế này nè. Năm nay mình cắt đọt như thế này, mình cứ cắt đi như thế này để mình hạ cho cái tàn của nó để cho nó gọn lại các bạn. Đó. Mình hạ cho nó gọn tàn lại. Thì năm sau ấy, nó có giảm sản lượng không các bạn? Thì đối với bản thân mình nhá, là dù có cắt hay không cắt, đấy là cái kinh nghiệm của mình đã, mình đã từng làm nhiều năm rồi thì mình mới thấy rằng là nó không ảnh hưởng các bạn. Nếu như cái mục tiêu của mình là 2 tạ cho tới 3 tạ, các bạn nhớ kỹ nha. Sầu riêng mình lấy từ 2 cho tới 3 tạ, tức có nghĩa là từ 70 trái cho tới 100 trái. Thì cái cây mà mình hạ tàn như thế này nè, gần như là nó không ảnh hưởng tới sản lượng. Cái mình không biết lý thuyết như thế nào, nhưng mà mình đã xịt thuốc nó quá khó các bạn. Khi mà cây nó cao á, bản thân mình xịt thuốc mình thấy mỗi lần mà gió này, mưa này, gió này, những ngày mà gặp gió nhiều á, thật sự là nó quá khó xịt các bạn. Mình xịt mà nó nhiều khi nó phà vô người, mà cái người bận là mình là các bạn. Thế cho nên là mình mới nghĩ rằng là tại sao mình không hạ tàn đi để cho cây nó thấp lại, nó lùn lại. Nhưng mà khi mà hạ như vậy ấy, thì luôn luôn mọi người sẽ có một cái thắc mắc rằng là nó có giảm sản lượng không? Thì đối với mình thưa là không nha các bạn. Nó không giảm sản lượng của mình. Ví dụ mà một cây ấy, năm thứ 8 đi, mà mình có hạ tàn hay không hạ tàn, thì có thể năm sau nó sẽ tăng hơn một chút, và cũng có thể nó bằng, và cũng có thể nó thấp hơn. Tùy vào cái cây đó nó có đủ lá hay không các bạn. Cái vấn đề quan trọng nhất của cây sầu riêng, với kinh nghiệm của bản thân mình đã từng cắt đọt, hạ cành
đọt cành, đọt đọt ở trên đọt nè, mà mình cắt mình tỉa xuống giống như Thái Lan đó các bạn. Thì nếu năm sau á mà mình làm đủ lá các bạn, cái bộ lá của mình ra đủ 3 cơi cho tới 4 cơi thì mình mà làm bông ra á là sản lượng nó vẫn đẹp như bình thường, không có gì thay đổi nếu mà mình làm đủ lá. Cho nên ấy, với kinh nghiệm của bản thân mình nha các bạn, cái việc mà cắt đọt như thế này nè, cắt hay không cắt ấy, nó sẽ không ảnh hưởng tới sản lượng đối với những người mà có mục tiêu lấy một cây khoảng từ 2 cho tới 3 tạ. Nhưng mà đối với những ai ấy, mà làm theo kiểu là mà chăm một cây cho đáng ấy các bạn, có quỹ đất nhiều á, mà chăm một cây là trồng khoảng 10 cho tới 12 mét, họ muốn chăm một cái cây sầu riêng cho đáng luôn, một cây thôi chăm là chăm cho đáng luôn, thì cái cành tàn nó rất là to và cái cây nó sẽ rất là to, và xịt thuốc á thì nó sẽ khó hơn đến những cái cây mà nó mình hạ tàn đó các bạn. Thì đồng ý thôi, tại vì cách nào á nó cũng đúng hết, tùy theo cái sự phù hợp của mỗi người. Nó cái quan trọng nhất ở trong cái vấn đề mà cắt hay không cắt đấy, thì theo mình là nó là phù hợp chứ không có đúng và sai ở đây các bạn. Bởi vì mình đã thấy cái sự khó khăn của cái vấn đề là xịt thuốc, cho nên là mình hạ tàn thử. Và mình đã làm 2 năm rồi. 2 năm rồi, những cái năm trước là mình chỉ cắt đọt thôi nha. Mình chỉ cắt đọt đi thôi, mình không dám hạ mình chỉ cắt đọt thôi chứ mình không có dám hạ cái tàn này nè các bạn. Mình không dám hạ cái đầu cành này nè. Nhưng mà về sau này mình thử á là không có ảnh hưởng gì các bạn. Gần như không ảnh hưởng nếu như mà mình giữ được cái bộ lá này xanh, dày, bóng đẹp, đủ lân. Đó, cái quan trọng nhất là xanh, dày, bóng đẹp, và mình làm 3 cơi nha các bạn. Mình làm ít nhất phải đủ được 3 cơi cho tới 4 cơi. Bởi vì những cái cây này á nó sẽ ra đọt liên tục. Mình cắt nó đi nó thiếu lá các bạn, đọt nó ra liên tục. Nó ra ghê lắm. Thì ở những cái cây mà mình cắt đi như thế này á, cái vấn đề mà mình cảm thấy khó nhất và mình đã thất bại rồi, mình đã từng thất bại rồi các bạn, đó chính là làm bông. Những cái cây á mà mình cắt đi như thế này á, làm bông nó sẽ khó hơn. Nó như là mình trẻ hóa lại các bạn, y như cây tơ á. Những cái cây tơ á mà mình làm bông á nó sẽ khó hơn là những cái cây mà năm thứ 7, năm thứ 8. Đó. Những cái cây tơ á thường là làm bông nó sẽ khó hơn, bởi vì nó tơ quá, nó cái sức sống của nó sung quá các bạn, giống như cây mu sơn kinh á. Cái sức sống của nó suốt ngày ra đọt thôi các bạn. Nó ra đọt ghê lắm. Cho nên là cái kiểu cái sinh lý của nó là nó mạnh ấy các bạn. Cho nên là nó làm bông nó sẽ khó hơn. Vậy thì những cái cây nào á mà mình cắt đọt mặn như thế này nè. Đó, cắt đọt mặn như thế này nè. Bạn thấy không? Này ra đọt quá trời nè. Những cái cây nào mà mình cắt đọt mặn như thế này ấy thì buộc mình phải cho lân nhiều hơn. Đó, khi mà làm bông, mai mốt mà mình làm bông ấy thì mình sẽ phải cho cái lượng lân ấy, lân đun chảy các bạn, là mình đi lân Văn Điển. Mình thì mình thường đi lân Văn Điển, các bạn có thể đi lân Ninh Bình cũng được. Thì những cái lân đun chảy ấy, thì cái cây này, đối với cái cây này là cây năm thứ 9 nè. Đó, cây năm thứ 9 nè. Thì mình sẽ phải cho nó một cái lượng lân nhiều hơn. Ví dụ thay vì là mình cho 9 kg đúng không, mình cho cây này khoảng chừng 13 kg. Đó, cái lân gốc đó nha các bạn. Những cái cây nào ấy mà mình cắt đọt ấy, chỉ có một cái vấn đề đó chính là làm bông nó sẽ khó hơn các bạn. Chứ còn về sản lượng, nếu như ra bông được nhá, là nó sẽ đậu rất là tốt. Bởi vì cái lượng lá mình làm năm nào mình cũng cố gắng, mình chuẩn bị cho nó một cái bộ lá rất đẹp. Các bạn có theo dõi cái kênh của mình thì từ đầu cho tới khi thu hoạch đó, các bạn để ý là cái dàn lá của mình nó cực kỳ sung và khỏe các bạn. Cho nên là chỉ cần cái vấn đề là làm bông thôi, ra bông thôi. Thì với những cái cây này nó sẽ khó làm bông hơn, cho nên á là mình đã thất bại một lần rồi. Bởi vì cái năm đó mà mình làm mình không có để ý á, mình cứ nghĩ rằng là tại mình cũng chưa có kinh nghiệm, mình cũng cắt đi như vậy. Nhưng mà tới khi mà làm bông, mình làm ra được 3 cơi cho tới 4 cơi, lá cực kỳ đẹp luôn, cây rất sung. Nhưng mà tới khi mà làm bông á thì nó lại không ra các bạn. Cái tính ra thì năm kia đó mình làm thì chắc nó chỉ được khoảng chừng 30-34 quả, đâu đâu đó 30 mấy quả đó các bạn. Thì làm cây năm thứ 9 coi như thất bại đó. Cho nên là từ đó trở đi ấy, mình mới rút ra kinh nghiệm là cái cây sầu riêng mà cắt đọt và cắt đọt nè,
cắt đọt nè, thấy không? Các bạn thấy không? Là cắt cắt đọt trên này, cắt đọt và cả tất cả các cái cắt đọt tất cả các cái tàn xung quanh này nè. Đó, mình cắt xuống như cây thông này nè. Thì đối với những cái cây như thế này á là nó sẽ không giảm sản lượng nếu như mà mình làm ra bông được. Mình đi với lượng lân nhiều và mình làm cho nó ra bông được. Cái thứ hai á là mình sẽ không được để bất cứ một cái cơi đọt nào mà bị rầy nó đánh với cái tỷ lệ là nhiều nha các bạn. Ví dụ như mình làm có thể đạt 95% là cũng được, và cao hơn là càng tốt. Đừng có để cho cái đọt này mà bị con rầy nó ăn nha các bạn. Đó, cái cơi này là cơi đầu tiên nè. Cơi này cơi đầu tiên sau khi mà mình cắt nè. Nó ra khoảng chừng 2 cơi nữa là gần như nó bít cây các bạn. Và nó ra rất mạnh nha. Mà thường những cái cây này nó theo kinh nghiệm của mình nó sẽ ra 4 cơi lận. 4 cơi đọt lận rồi mình mới làm bông. Đó, cho nên là bởi vậy tại sao ấy mà mình mới khuyên mọi người là 7 ngày xịt một lần. Tại sao 7 ngày xịt một lần? Đó là cái vòng đời của cái con rầy với lại cái trứng của nó đẻ ra các bạn. Mà mình á ở đây á là mọi người xung quanh á cũng đều trồng sầu riêng. Nếu như mà mình bây giờ cái khu vực của mình bây giờ là mình không 7 ngày xịt thì cây của bên cạnh nó lại bay qua cây của nhà mình, nó lại bị lây và nó bị ăn. Thế cho nên là tại sao mình mới 7 ngày mình xịt một lần, để cho gần như là cứ cái vòng đời nó vừa mới sinh ra là mình đã xịt nó chết, vừa sinh ra là nó đã chết. Thì để cho giữ cho được cái dàn lá của mình nó gần như là tuyệt đối các bạn, gần như là tuyệt đối nha. Chứ nếu mà những cái cây nào mà các bạn mà cắt đi như thế này à, các bạn chăm không kỹ nhé, là nó có sẽ suy, nó có thể suy luôn nha các bạn. Mình phải chăm rất kỹ, mình nhắm mình chăm kỹ được á thì mình hãng cắt như thế này. Đó. Mà cắt như thế này đi á, ví dụ như cái cây này mục tiêu của mình á là từ 2 cho tới 3 tạ đi. Là từ 70 cho tới 100 trái. Thì cỡ nào thì năm sau nếu mà mình làm ra bông được như mọi người, như mọi cây khác bình thường ấy, thì chắc chắn là đúng như cái mục tiêu của mình. Các bạn thấy không? Đúng như cái mục tiêu của mình là từ 2 cho tới 3 tạ. Tức cho nên á, nếu mà bây giờ mình để cây nó to hơn thì nó có thể là nó tăng sản lượng hơn, nhưng mà nó nằm ngoài cái mục tiêu của mình các bạn. Đó. Thứ nhất á, là một cây mà từ 2 cho tới 3 tạ mà mình cắt đọt, mình hạ tàn như đi như thế này nè, thì cái vấn đề là xịt thuốc nè, rồi phân bón nè, mình sẽ đi nó không nhiều. Đó. Như cái cây này á, mình chỉ đi khoảng cái chừng 3 nắm 16, 16, 8 thôi các bạn. Gần như là những cái cây trong vườn mình á, những cái cây nào ra đọt á, gần như là cái đợt vừa rồi ấy, mình nói là mình khuyên các bạn là chỉ đi theo cái hữu cơ đúng không? Nhưng mà nếu mà đọt ra nhiều quá, các bạn cho khoảng ít phân thôi, ít phân hóa học thôi, thì nó không thành vấn đề đâu. Mỗi một cơ như vậy nè, mình cho ví dụ như cơ sau ấy, thì mình cho mỗi cây khoảng cái chừng 500g thôi, 500g 16, 16, 8 thôi các bạn. Đó. Tất cả những cái cây trong vườn của mình ấy, thì mình không có đi cái phân gì khác ngoài phân 16, 16, 8 hết các bạn. Ngày trước ấy, là mình có đi 30, 10 luôn, nhưng mà nó xì mù nhiều quá các bạn, cho nên là về sau này mình chỉ chuyển sang 16, 16, 8 thôi. Các bạn có thể đi những dòng phân khác, nhưng mà thật sự tới thời điểm hiện tại là mình chỉ đi 16, 16, 8. Và mình thấy 16, 16, 8 của Nga đó là nó đã rất khỏe rồi. Đấy, cái dàn cây của nhà mình nó như thế nào thì các bạn thấy. Mình chỉ đi 16, 16, 8 thì cây nó cũng đã rất khỏe rồi. Cây phát triển không quá bốc, nó sẽ không bằng những cái cây mà đi đạn cao đâu các bạn. Đặc biệt là nó sẽ không bằng những cái cây mà đi DAB đâu. Nhưng mà nó sẽ phát triển đều. Đó. Nó sẽ phát triển đều và nó cứ từ từ nó lớn từ từ. Nó sẽ cứng cây hơn, bền cây hơn. Thì các bạn có thể thử nghiệm về tất cả các cách, nhưng mà mình càng ngày càng làm ấy thì mình càng đi theo cái hướng là nó bền hơn các bạn. Bởi vì xì mù ở trên cây sầu riêng nó phức tạp lắm. Thối rễ, lở cầu rễ, nứt thân xì mù tùm lum hết đấy các bạn. Cho nên là đối với bản thân mình thì mình chỉ đi 16 16 8 cho tất cả. Từ cây con cho tới cây lớn. Cây con á thì mình mai mốt mình sẽ ra clip khác để mình chia sẻ về cái vấn đề mình có đi thêm những cái dòng rút đó các bạn. Rút để kích rễ. Cây con thì chủ yếu kích rễ là xong các bạn. Tại vì cây con thì dinh dưỡng nó ăn không bao nhiêu đâu, chủ yếu là mình xịt qua lá thôi. Xịt qua lá để dưỡng lá rồi, còn ở dưới kích rễ là xong à. Còn phân bón thì đi hữu cơ là nhiều. Là cây con nó tự tốt à. Đó, thì đối
Đối với cửa clip này ấy, mình xin chia sẻ rõ như vậy cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình hiểu là nó có giảm sản lượng hay không, là tùy vào mục tiêu của mỗi người các bạn. Nó sẽ mục tiêu của mỗi người nó sẽ phù hợp với mỗi người, cho nên cái việc cắt đọt hay không cắt đọt đó, nó không có chuyện đúng và sai, mà nó chỉ nằm ở hai cái chữ là phù hợp các bạn. Bởi vì nó phù hợp với bản thân mình thì mình làm đó. Cái mục tiêu của mình là 2 tạ cho tới 3 tạ, là từ 70 trái cho tới 100 trái. Mình không cần hơn các bạn. Bởi vì các bạn nghĩ đi, một cây 3 tạ, một cây 2 tạ và 100 cây thì mình có 20 tấn. Mà một cây 3 tạ, 100 cây thì mình có 30 tấn. Với mình như vậy là ăn chắc mặc bền rồi các bạn. Cây nó sẽ rất bền theo từng năm, và cây ăn nó sẽ rất khỏe. Mình không cần hơn nha các bạn. Đó. Chứ mình không có cần những cái cây mà 5 tạ, 7 tạ, 1 tấn gì đâu. Mình không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề đó luôn. Mình làm mình chỉ cần cái cây làm sao cứ 2 tạ cho tới 3 tạ. Đó, cho nên là hôm nay mình xin chia sẻ như thế để cho cô chú anh chị các bạn mình á có một cái nhìn nó rộng hơn, nó tổng quát hơn, để mình chọn cái cách nào mà mình làm cho vườn của mình nó phù hợp. Đó, phù hợp với lại cái khu vực của mình, cái khoảng cách trồng của mình là bao nhiêu, thì để cho nó đạt theo đúng cái mục tiêu của mỗi người, thì mình nên cho ra cái mục tiêu để mình chăm sóc ấy. Mình sẽ có một cái hướng chăm sóc nó sẽ đúng hơn, phù hợp hơn với cái mảnh vườn của mình. Đó. Mình xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn chọn được một cái hướng phù hợp nhất để làm cho cái vườn sầu riêng của mình nó đạt sản lượng cao. Mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, và hẹn cô chú anh chị và các bạn ở một clip khác nhé. Bye bye.